Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cách Trung Quốc đang làm để vực dậy kinh tế. Vài tháng qua, Bắc Kinh hạ lãi suất, nới lỏng chính sách với bất động sản và giảm kiểm soát lĩnh vực tư nhân nhằm hồi sinh tăng trưởng. Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng nhanh, kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với những rào cản chưa từng có. Nền kinh tế quy mô 18.000 tỷ đô la Mỹ này đang giảm tốc. Người tiêu dùng ngại chi tiêu, xuất khẩu đi xuống, giá cả giảm và hơn 20% người trẻ đang thất nghiệp. Country Garden, hãng bất động sản tư nhân lớn nhất nước với 3.000 dự án đang nguy cơ vỡ nợ. Vài tháng gần đây, giới chức Trung Quốc đưa ra hàng loạt tuyên bố, tất cả đều tập trung vào thúc đẩy thị trường chứng khoán, khuyến khích mua hàng tiêu dùng, mua xe và thúc giục các công ty tư nhân tăng đầu tư. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa tung kích thích tài khoá và tiền tệ mạnh như trước đây. Các lãnh đạo Trung Quốc vẫn lưỡng lự với các biện pháp như phát tiền cho người dân. Chính sách đã giúp kinh tế Mỹ và nhiều nước khác phục hồi sau đại dịch. Việc các chính quyền địa phương nặng nợ cũng khiến họ không còn dư địa tài khoá để chi tiêu mạnh tay. Theo Bloomberg, dưới đây là các biện pháp Trung Quốc đã công bố gần đây để vực dậy nền kinh tế. Trung Quốc đã giảm 50% thuế chuyển nhượng với giao dịch cổ phiếu bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Đây là lần đầu tiên họ giảm thuế này kể từ năm 2008. Động thái này nhằm củng cố thị trường chứng khoán trong giai đoạn bị bán tháo. Giới chức chứng khoán Trung Quốc cũng cam kết giảm tốc độ IPO và hạn chế quy mô, tần suất phát thêm cổ phiếu của các công ty có kết quả kinh doanh nghèo nàn. Đầu tháng 8, giới chức cũng yêu cầu một số quỹ đầu tư không bán ròng cổ phiếu. Bên cạnh đó, để ngăn đà giảm của nội tệ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã hành động nhanh trong vài tuần qua, họ thiết lập lại tỷ giá tham chiếu hàng ngày. Các ngân hàng thương mại cũng tích cực bán đô la Mỹ. Những động thái trên được đưa ra sau một cuộc họp tháng 7 của giới chức Trung Quốc, trong đó các lãnh đạo cam kết làm sôi động thị trường vốn và giữ giá nhân dân tệ ổn định ở mức cân bằng. Ngày 15 tháng 8, PBOC hạ lãi suất mạnh tay kể từ năm 2020. Đây là lần giảm lãi suất thứ hai của họ trong năm nay. Động thái này được đưa ra sau khi số liệu tháng 7 cho thấy tăng trưởng tiêu dùng yếu, đầu tư giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Một số nhà kinh tế học hoan nghênh động thái cắt giảm. Họ cho rằng việc này sẽ tạo tiền đề cho nhiều đợt kích thích tài khoá nữa. Tuy nhiên, các ngân hàng Trung Quốc sau đó vẫn giữ nguyên loại lãi suất dùng để tham chiếu cho lãi vay mua nhà. Việc này cho thấy thế tiến thoái lưỡng nan mà Bắc Kinh đang đối mặt khi vừa phải tăng cho vay bằng cách giảm lãi suất, vừa phải duy trì ổn định tài chính. Cũng trong cuộc họp tháng 7, giới chức Trung Quốc đã ra tín hiệu nới lỏng chính sách với thị trường bất động sản. Dù vậy, giới quan sát cho rằng một số chính sách mạnh tay áp dụng trong vài năm gần đây để kiềm chế thị trường bất động sản vẫn sẽ được duy trì. Ngày 25 tháng 8, giới chức Trung Quốc đề xuất các lãnh đạo địa phương bỏ quy định không cho phép người từng mua nhà trả góp được coi là mua nhà lần đầu tại các thành phố lớn. Các nhà kinh tế học cho rằng mức độ hiệu quả sẽ tùy thuộc vào liệu quận trung tâm ở các thành phố hàng đầu có áp dụng chính sách này hay không. Trong một cuộc họp chính phủ cuối tháng 7, giới chức Trung Quốc kêu gọi các thành phố đưa ra biện pháp nhằm khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh theo nhu cầu. Họ cũng thúc giục tăng nghiên cứu và xây dựng theo các mô hình công nghiệp mới. Hôm 10 tháng 7, Bắc Kinh cũng gia hạn thời gian trả nợ cho các hãng địa ốc nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao các dự án. PBOC còn kêu gọi các ngân hàng giảm lãi suất với các khoản vay mua nhà hiện tại. Ngày 18 tháng 7, hơn 10 cơ quan chính phủ Trung Quốc đã phát thảo kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng, từ đồ điện gia dụng đến nội thất. Giới chức địa phương được khuyến khích giúp người dân cải tạo nhà, người dân cũng sẽ được hỗ trợ tín dụng để mua đồ đạc. Ngày 28 tháng 7, họ tiếp tục đưa ra kế hoạch nhằm tăng sản xuất hàng tiêu dùng nhỏ, chiếm 25% xuất khẩu của Trung Quốc. Các chính sách gồm tăng bán sản phẩm xanh và sản phẩm phục vụ nhà thông minh tại vùng nông thôn, đồng thời mở rộng sản phẩm dùng pin như xe điện. Các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ được tiếp cận vốn tốt hơn, nhiều lễ hội ẩm thực cũng sẽ được tổ chức. Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc NDRC ngày 21 tháng 7 công bố kế hoạch 10 bước nhằm tăng mua xe hơi, đặc biệt là xe sử dụng công nghệ mới, đồng thời giảm giá việc sạc điện và gia hạn giảm thuế. Tháng trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc mở chiến dịch 6 tháng nhằm tăng doanh số bán xe và phổ cập xe điện ở vùng nông thôn. Đầu tháng này, NDRC cho biết sẽ thúc đẩy cơ chế nhằm ghi lại và giảm các hành động không đúng mực của các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp tư nhân như chậm thanh toán hay vi phạm hợp đồng thu mua, đấu thầu. Động thái này nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân. NDRC cũng cam kết tăng cho vay và gia hạn các chính sách hỗ trợ vốn khác với doanh nghiệp nhỏ. Họ khuyến khích các công ty rót vốn vào ngành công nghiệp chủ chốt như giao thông, nước, năng lượng sạch.
sản xuất tiên tiến và thiết bị công nghiệp hiện đại. Các chính quyền địa phương đã đưa ra danh sách hơn 2.900 dự án, tổng trị giá 3.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 445 tỷ đô la Mỹ mà các doanh nghiệp có thể đầu tư. Giới chức quản lý Internet của Trung Quốc tháng này đã gặp lãnh đạo hàng chục công ty ngoại, từ Walmart đến PayPal, để thảo luận về quy định bảo mật dữ liệu mới. Việc này sẽ trấn ngang các công ty đa quốc gia về hoạt động của họ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cuối tháng 7, chính phủ Trung Quốc cũng ra thông báo về việc cải thiện điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp tư nhân sau 2 năm siết kiểm soát. Giới chức cam kết đối xử với doanh nghiệp tư nhân như doanh nghiệp nhà nước sẽ tham vấn ý kiến của các lãnh đạo doanh nghiệp khi đưa ra chính sách mới, đồng thời giảm rào cản cho các công ty mới. Giới chức Trung Quốc còn nới lỏng quy định về các dịch vụ như ChatGPT, đồng thời yêu cầu các ngân hàng tăng hỗ trợ cho các thương vụ mua lại liên quan đến công nghệ. Rủi ro lớn nhất của giới chức Trung Quốc là việc kiên quyết không kích thích mạnh tay có thể làm giảm niềm tin tại thị trường 1,4 tỷ dân. Trung Quốc đang trải qua cuộc suy thoái về kỳ vọng. Khi mọi người dự báo tăng trưởng giảm, nó thực sự sẽ giảm. Bert Hoffman, cựu giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới WB tại Trung Quốc, nhận xét trên Bloomberg. Trong trường hợp tệ nhất, Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng trì trệ như Nhật Bản vài thập kỷ qua. Cảnh báo này được các nhà kinh tế học đưa ra sau số liệu CPI tháng 7 cho thấy Trung Quốc rơi vào giảm phát. Giá cả đi xuống là dấu hiệu của nhu cầu yếu và tăng trưởng tương lai chậm lại. Nguyên nhân là các gia đình trì hoãn mua sắm, lợi nhuận doanh nghiệp giảm và chi phí đi vay thực tế tăng lên. SCMP nhận định tâm lý thiếu niềm tin vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang ngày càng lan rộng khi sức hồi phục hậu COVID-19 dần mất đà. Trong quý 2, GDP nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này cao hơn quý 1, 4,5%, nhưng thấp hơn dự báo của nhiều tổ chức. Một chỉ báo khác về niềm tin kinh tế là giá nhân dân tệ. Từ đầu năm, đồng tiền này đã mất giá 6% so với đô la Mỹ. Nhân dân tệ đi xuống do chính sách tiền tệ tại Trung Quốc ngược với Mỹ. Nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng tại Trung Quốc yếu và rủi ro vỡ nợ trong lĩnh vực bất động sản. Vài tuần gần đây, giới quan sát cho biết giới chức Trung Quốc đã tìm cách ngăn nhân dân tệ giảm sâu. PBOC thiết lập tỷ giá tham chiếu ngày để giúp nhân dân tệ mạnh lên. Các ngân hàng quốc doanh cũng liên tục bán đô la Mỹ. Các nhà kinh tế học tin rằng Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn rất nhiều do cấu trúc dân số kém thuận lợi và mong muốn độc lập khỏi Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ khiến ngoại thương và đầu tư bị đe dọa. Không chỉ là giai đoạn yếu đi nhất thời, kinh tế Trung Quốc có thể bước vào thời kỳ trì trệ kéo dài. Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi có thể kéo theo bước ngoặt mạnh nhất trong lịch sử kinh tế, Adam Tozzi, giáo sư chuyên nghiên cứu khủng hoảng kinh tế tại Đại học Columbia, bình luận trên Wall Street Journal. Trong thời kỳ các thị trường dễ biến động, sự trượt dốc của Trung Quốc sẽ châm ngòi cho làn sóng bán tháo tài sản rủi ro toàn cầu. Việc này từng xảy ra năm 2015 khi việc Trung Quốc hạ giá nhân dân tệ và chứng khoán nước này lao dốc khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED phải dừng tăng lãi suất. Tình hình hiện tại chưa đến mức này, nhưng nếu diễn biến vẫn tệ đi, FED có thể phải giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Các lãnh đạo Trung Quốc cũng không ngồi yên. Sau cuộc họp tháng trước, họ đưa ra nhiều đề xuất như tăng chi cho cơ sở hạ tầng, hỗ trợ thanh khoản cho các hãng bất động sản và giảm quy định về mua nhà. Tuần trước, Trung Quốc cũng bất ngờ hạ lãi suất. Một bài đăng tuần trước trên tờ Global Times cũng cho rằng điều kiện Trung Quốc cần nhất hiện tại là niềm tin. Thông báo giảm lãi suất cho thấy quyết tâm của chính phủ nước này trong việc hỗ trợ nền kinh tế. Global Times nhìn nhận Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức như sự hồi phục kinh tế toàn cầu yếu đi và tăng trưởng trong nước mất cân đối. Các vấn đề mới phát sinh nửa đầu năm nay khiến việc điều hành vĩ mô của giới chức nước này thêm phức tạp. Tuy nhiên, họ cho rằng kinh tế Trung Quốc đang hồi phục dần dần và nước này có đủ công cụ để duy trì mức tăng trưởng ổn định, ví dụ hạ lãi suất. Trên thực tế, một số thành phần của kinh tế Trung Quốc vẫn đang bùng nổ như xe điện, điện mặt trời, điện gió và pin. Trong các lĩnh vực này, đầu tư và xuất khẩu tăng trưởng ở mức hai chữ số. Đây là kiểu tăng trưởng xanh, công nghệ cao mà các lãnh đạo Trung Quốc mong muốn. Nước này cũng phát hành trái phiếu cho các dự án đường sắt cao tốc và năng lượng tái tạo với quy mô hàng đầu thế giới. Họ còn giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp và hỗ trợ hào phóng cho người mua xe điện. Du lịch và nhà hàng cũng đang bùng nổ so với thời kỳ phong tỏa năm ngoái. Starbucks ghi nhận doanh thu tăng 46% tại Trung Quốc quý trước. Các chuyến bay nội địa hiện bận rộn hơn 15% so với tiền đại dịch. Du khách cũng phàn nàn khách sạn giá rẻ tăng giá vì nhu cầu tăng vọt. Các hoạt động này đang tạo ra nhiều việc làm, góp phần xoa dịu nỗi lo của giới chức về tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, rắc rối là các cỗ máy tăng trưởng mới này không đủ bù đắp cho sự trượt dốc khổng lồ của thị trường bất động sản. Bắc Kinh ước tính nền kinh tế mới gồm các lĩnh vực sản xuất xanh và công nghệ cao tăng trưởng 6,5% nửa đầu năm nay và đóng góp khoảng 17% GDP. Ngược lại, chi cho xây dựng là giảm 8% nửa đầu năm, lĩnh vực này đóng góp 20% GDP cả trực tiếp và gián tiếp.
bất động sản Trung Quốc lao đao từ cuối năm 2020 khi chính phủ đưa ra chính sách ba lằn ranh đỏ nhằm kiềm chế bong bóng vay nợ, làm chậm lại đà tăng của giá nhà. Tuy nhiên, nó cũng khiến các hãng địa ốc mất đi nguồn vốn chủ chốt, đã ra bất động sản của China Evergrande Group vỡ nợ cuối năm 2021 và tuần trước nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Gần đây, một hãng địa ốc lớn khác của Trung Quốc là Country Garden cũng cảnh báo thiếu chắc chắn khi xét đến khả năng trả nợ trái phiếu. Doanh số bất động sản tại Trung Quốc hiện chưa bằng 50% mức đỉnh năm 2020. Không chỉ địa ốc và các ngành liên quan xây dựng, thép, xi măng, thủy tinh chịu tác động, niềm tin của các hộ gia đình cũng lao dốc theo. Nguyên nhân là bất động sản đóng góp khoảng 70% tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc. Theo số liệu của City Group, nhà đất cũng chiếm 40% tài sản được thế chấp tại các ngân hàng. Giá nhà giảm khiến các gia đình cảm thấy nghèo hơn, từ đó phải thắt chặt chi tiêu, khiến tăng trưởng ngày càng siết lại. Khi các doanh nghiệp giảm kỳ vọng về lợi nhuận, thu hẹp đầu tư và tuyển dụng, tác động lan truyền sẽ lớn hơn. Một số chuyên gia đã kêu gọi Bắc Kinh phá vỡ vòng luẩn quẩn này bằng các biện pháp gây dựng niềm tin. Cố vấn PBOC Kai Fan gần đây dục chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Nhiều nhà kinh tế khác cũng cho rằng chính phủ có thể đi vay vài nghìn tỷ nhân dân tệ, hàng trăm tỷ đô la Mỹ để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, Bắc Kinh không chấp nhận các đề xuất này. Cách tốt nhất để hỗ trợ tiêu dùng là thông qua hỗ trợ việc làm, tức là hỗ trợ lĩnh vực doanh nghiệp thông qua giảm thuế. Wang Tao, nhà kinh tế học tại UBS nhận định, ông Tập cũng thường xuyên nhắc giới chức Trung Quốc rằng không nên hy sinh môi trường, an ninh quốc gia và khả năng phòng trừ rủi ro để có tăng trưởng. Dù vậy, giới quan sát cho rằng cũng không thể loại trừ khả năng Trung Quốc có động thái mạnh tay. Ví dụ năm ngoái, nước này đột ngột bỏ chính sách Zero Covid sau 3 năm áp dụng. Zhu Nin, giáo sư tại Viện Tài chính Tiên tiến Thượng Hải, hiện là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc. Ông đã nhận thấy có sự thay đổi gần đây trong quan điểm của giới chức về lĩnh vực bất động sản. Dù dự báo Trung Quốc sẽ tung thêm biện pháp hỗ trợ mạnh tay hơn, vấn đề là họ có sẵn sàng hy sinh thâm hụt tài khoá không? Hiện tại họ còn đang lưỡng lự, nhưng hiện thực kinh tế có thể sẽ khiến các lãnh đạo thay đổi suy nghĩ, ông kết luận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.